Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài, đài thành phố Hồ Chí Minh, đài Đồng Tháp và đài Cà Mau. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.